Quý vị thân mến, như vậy là lại một tuần nữa trôi qua và chúng ta đang đến với đêm thi thứ 7. Hiện tại trời vẫn còn đang rất là sáng nhưng mà các thí sinh của chúng ta đã vẫn phải make up, hóa trang để có thể làm sao mà giống được cái nhân vật mà các bạn bấm phải nhất. Bây giờ thì hãy cùng Long Chun vào bên trong hậu trường để khám phá xem là các bạn ấy đang làm gì quý vị nhé. Thang 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 thang. Vâng thưa quý vị, và không khí lúc nào cũng vậy, bước vào cái phòng hóa trang lúc nào cũng nhộn nhịp và nói chung là rất là lửa, đang hừng hực khí thế luôn quý vị. Hôm nay để khác lạ hơn một tí, chúng ta sẽ đi từ bên trong ra bên ngoài nha quý vị. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng ta đang ngồi ở đây, à quên, đang đứng mà ta. Mất trí quá, thoại vô tri nha. Quý vị thân mến, và sớm chút, hôm nay đang có chuyện vui quá trời. Hôm nay hỏi thân thành gì mà ăn chưa thay đồ gì ạ? À hôm nay Trung được thi gần cuối là mọi người nên có thêm thời gian để chuẩn bị á. À, thế nhân vật của hôm nay với của huấn luyện viên chị Tú Trung với cả bé Sĩ Luân là nhân vật nào đấy? Tú Trung chưa có trang điểm xong chắc mọi người không nhận ra, thôi giờ coi thử phiên bản này nha. Ok. Con là gì nhỉ, chú quên rồi con. Hôm nay con hóa thân thành ai? Hôm nay con hóa thân thành chú Đàm Vĩnh Hưng. Bây giờ thử giọng phát test trước khi mà mình lên sân khấu nè. Những lúc anh bước xa đường, vui tung tăng đi xuống phố. Đôi khi anh cũng nhí nhô với những đứa bạn thân. Ôi, quá ok con ạ, mình mồi một tí thế thôi. Để cái sự bất ngờ mình lên sân khấu. Không, không nha. Tuần này chú nghe loáng thoáng qua là chú thấy mình là rất là giống. Không. Cái vía đó là phải nhả ra nha. Nhả ra cho các đội khác nha. Rồi bây giờ, thôi. Để mà nói với Trịnh Tú Trung thì là phải nói đến 4 giờ chiều các anh chị ạ. Cho nên là chúng ta sẽ tiến ra khu vực bên ngoài để xem là các đội khác đang chuẩn bị như nào. Tina Turner và Beyoncé. I'm a single lady. À không. I'm a single lady. Thôi tưởng bị dập bẻ đó. Ủa? Tina Turner gì mà mặc váy rượu bà chiểu này? Because we like to do it. Wow, we like to do it. Thôi, Long Chun là chú đã vừa xem cái bản gốc rồi nha. Chú thấy là rất máu lửa nha. Nên hôm nay thôi máu lửa lại là sở trường của con rồi đúng không? Con nghĩ là tùy lúc lắm, không tùy hứng. Tùy hứng hả? Con rất là này nọ luôn, lúc con sung, lúc con không sung, lúc con buồn, lúc con không, chú chỉ thấy con không sung khi mà con ở dưới hậu trường thôi nha. Con lên sân khấu một cái là con phá tan cái sân khấu, một nguồn năng lượng phải gọi là cực kỳ là thú vị. Đúng không? Dạ, nói chung là cũng xôi gần. Cũng là do con ăn nhiều đó. Chứng tỏ là ém lắm phải không? Ém lại cái sự duyên dáng lại để lên sân khấu mình bung phải không? Tại vì trước lúc vừa diễn là bí kíp của Khả Hân là ăn 2 chén cơm. Không, một tô cơm. Không chịu 2 chén, một tô nha. Con, hát tiếng Anh khó không con? Dạ khó, rất khó. Bình thường con đi học tiếng Anh con tốt không? Cũng bình thường. Cũng bình thường. Nhưng mà bây giờ phải vào một nhân vật, con hát thử một câu Tina Turner, Tina Turner chúng nghe xem nào. And I never lost one minute. Đó, thế thôi, nhiều đó thôi nha. Mình nhả nhiều đó thôi, tí lên sân khấu mình nhớ bung nha con. Rất là cảm phục bé này. Ôi, muốn bắt nó về nhà nuôi lắm quý vị. Không ai thả ra cho bắt thôi, chứ là bắt được là chú Long bắt về nhà chú Long nuôi đó. Chú nuôi con không nổi đâu. Nhà ngày con không chỉ ăn 3 bữa mà con còn ăn đêm nữa. Ôi dạ, trời ơi, chú nuôi con ngày 7 bữa luôn. Này, con có biết anh Long bé không? Dạ biết. Con thích anh Long bé không? Dạ không. Dạ. Em chú. Phiền quá, MC phiền quá thưa quý vị. Vâng ạ. Cảm ơn. Nhóm mình tập vui vẻ nha. Dạ. Ôi khó quá, hỏi mấy câu mà đòi thời gian tập rồi quý vị. Ai đây? Chị à? Vâng ạ, con Khánh Chi ơi, chị chào em. Hôm nay con là nhân vật nào nhỉ? Con sẽ hóa thân vào bác Ý Lan ạ. Ôi, danh ca nha con. Chú phải dùng một từ là danh ca Ý Lan đấy. Con hát bài gì đấy? Con hát liên khúc Em Tôi Chị Tôi ạ. Em Tôi Chị Tôi á? Nào bây giờ thử một câu cho chú nghe thử cái âm sắc này nào. Thế là chị ơi sông bông hoa gạo. Thế thôi, nhiều đó thôi con nha. Còn lại mình giấu nha. Đấy, việc quý vị thấy không? Em làm
kỹ đến từng cái chi tiết móng tay này nọ kia đồ nha quý vị. Rất là hay luôn. Huấn luyện viên Phạm Lịch thì cũng đang trong giai đoạn mà sắp hoàn thành xong cái layout make up của mình. Hôm nay Ý Lan xong ca với ai đấy? Hôm nay là Ý Lan sẽ xong ca với Thanh Lam nhá. Thanh Lam, lịch của tôi hôm nay vào Thanh Lam hả? Đúng rồi, chuẩn luôn, không tin tưởng nhau à? Không phải không tin tưởng, mà là đây là một cái sự thử thách về ngoại hình. Tại vì bởi vì Lịch là mặt rất là nhỏ, mà chị Thanh Lam thì không phải là mặt bự, nhưng mà ý là cái tác phong với cả cái thân của chị nó phúc hậu, đúng rồi. Cho nên là về ngoại hình là mình cũng phải làm có độn điếc tí gì không? Cái này dư rồi, quá tự tin luôn. Chị Thanh Lam là sẽ hát một câu như này nhỉ? Bài mây buồn. Dung chuẩn đấy. Mây buồn. Bây giờ mới có cái bài gì mà chị Thanh Lam, chị mới cover của Trúc Nhân á. Cứ làm đi, cứ vừa làm vừa nói. Chị Thanh Lam nha, bài của Trúc Nhân. Tốt hơn là khi chia tay, tôi cũng buồn từng ngày trôi nằm ôm gối. Đó, chị Thanh Lam là rung nha. Rung là nốt nào cũng rung nha. Đất đấy. Ồ, động đất à đấy. Thanh Lam là một trong số những cái nhân vật mà nó năm của tụi mình. Em đã ấp ủ rồi. Mà đấy chẳng qua đó, cho nên là vẫn đang một sự tiếc nuối nhẹ trong lòng. Nên là ngày hôm nay chị phải thi hộ phần của em luôn nha. À thế à? Ôi áp lực nhỉ. Không có gì áp lực cả, Phạm Lịch làm được hết. Phạm Lịch là quá là gọi là chiêu trò trong cái mùa của tôi rồi. Chiêu trò và cái giọng hát nó khác nhau. Không sao, chiêu trò nó khỏa lấp được hết mọi âm sắc nha. Nói chung là cố gắng nhá. Ok, chị Lam hôm nay cười, lúc nào chị Lam cười rạng rỡ đó. Cười từ bây giờ nha. Cười từ bây giờ. Thật rách hàm nha. Rồi, cảm ơn chị Thanh Lam. Wow. Ai đây? Tuần này con hóa thân thành ai? Con đang hóa thân thành cô cái gì ta? Cô đen, tại vì hai người khác nhau á. Con hóa thân thành cô Mathori đi ship. Xong ca với ai? Tức là phải vừa hát vừa nhảy. Nhưng mà tuần trước là con bấm ra nhân vật nào? Tuần trước là con một cô ở Bollywood đúng không? Dạ vâng. Cô gái người Ấn Độ đúng không? Dạ, vâng. Trời ơi, cái bài đấy là bài gì con? Đấy là bài Ajanashile. Bây giờ con thử hát một câu chú nghe nè. Nachune nachune miyaruku nachule arbitolo tahebasa. Ôi ôi quý vị ơi, quá là một thử thách luôn. Cực kỳ là phải nghĩ nhiều luôn đấy quý vị. Bởi vì là một cái nhân vật mà cũng ở Việt Nam thì rõ ràng là cũng không quá nhiều khán giả được biết đến cô ấy. Và ngày hôm nay thì cái phần trình diễn chúc con thành công nha. Tự tin thoải mái nha. Ôi dồi ôi, Trúc Nhân này hơi còi nhá. Trúc Nhân này là Trúc Nhân phiên bản đói ăn nha quý vị. Mới đây ẹt xong. Mà Trúc Nhân mình học luôn cả cái cách giao lưu nha. Hơi xéo sát tí nha. Hôm nay cô trò mình chọn bài gì con? Cô trò con chọn bài vẽ. Bài gì? Bài vẽ. Hát thử một câu chú nghe. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại những mảnh ghép hàn gắn cuộc đời tôi. Vẽ tôi xa một khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Oh wow. Nhưng mà chú nhớ là chú Trúc Nhân á, ở mỗi cái câu chuyển của chú ấy sẽ có cái sự điệu điệu ở trong đó. Tự nhiên chú thấy chú kém cỏi ghê á con. Chú tưởng chú làm được mà khi mà chú làm ra chú thấy kỳ nha. Chú Trúc Nhân không phải là một nhân vật dễ dàng con ạ. Nên là thôi tuần này mình cố gắng mà mình vượt qua thử thách con nhá. Hai tuần vừa rồi mình hơi buồn một tí đúng không? Đừng có buồn nhá, bởi vì lúc nào mà con nản chí này hay con buồn, con hãy nghĩ đến ngay cái tuần đầu tiên. Cái tập hôm qua khán giả lên, con có biết khán giả khen con nhiều như nào không? Lúc làm chú Tùng Dương á, có đọc comment của các quý vị khán giả không? Đó, cả một cái tập full như thế mà khen con rất là nhiều luôn. Hồng Nhung, Tùng Dương thật ra ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Nên là lúc nào mà mình cảm thấy hơi nản thì mình lại nghĩ đến tuần đầu tiên. Mình cố gắng nha. Điểm số sẽ còn thay đổi cho đến tập cuối cùng nha. Cố lên. Chúc con thành công. Chúc team mình thành công. Yeah. Đấy thưa quý vị, cái không khí đang rất là nhộn nhịp ở trong căn phòng này. Và hiện giờ thì nói chung là các đội chơi cũng không có nhu cầu tiếp MC nhiều nha quý vị. Và ngay bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để bước lên sân khấu. Bởi vì chỉ còn 5-10 phút nữa thôi là
sẽ bắt đầu giờ ghi hình rồi. Quý vị hãy cùng đón xem Gương Mặt Thân Quen được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Thank you quý vị.